Xin chào tất cả các bạn partner của bên nước ngọt nha. Thì hôm nay Thành đưa tới một thông tin cực kỳ là vui nha. Lại các ngân hàng đều đào bi nha các bạn. Đây này, ngân hàng Exim Bank, Agribank, ngân hàng Digibank, ngân hàng Secombank này, ngân hàng tất cả các ngân hàng đều Shopee Lazada rồi đây này nha. Đó. Mobi, Vinaphone, Viettel, Tiki, Shopee rồi này, FPT đều Thế Giới Di Động đều chơi bi hết nha các bạn. Thì có một số người nói là các nhân viên của ngân hàng lấy cái số điện thoại để đăng ký đào bi thì nó sẽ có tích xanh. Nếu mà như vậy thì không cần xác minh số điện thoại nhưng nó vẫn có tích xanh. Đó. Thì nếu mà các bạn không tin ngân hàng chơi bi thì các bạn hãy lấy một cái số của ngân hàng hay là số của Việt Nam đồ đây nè, đây dây đen này. Các bạn lưu vào danh bạ và các bạn thêm vào vòng tròn bảo mật thử xem có được hay không nha. Nếu mà thêm vào vòng tròn bảo mật được á là chứng tỏ rằng là ngân hàng đồ đào bi nha các bạn đó. Bởi vì mình số điện thoại đã được xác minh á thì mới thêm vào vòng tròn bảo mật được nha đó. Chứ còn nếu mà số điện thoại chúng ta chưa xác minh á thì sẽ không bao giờ lưu đưa vào vòng tròn bảo mật được nha các bạn. Thì các bạn hãy lưu một số đây nè, ví dụ số ngân hàng Agribank nè, các bạn lưu vào thử đó. Vietcombank nè, các bạn lưu vào thử thì coi thử trong danh bạ rồi các bạn thêm vào vòng tròn bảo mật thử có vào được hay không. Nếu vào được thì chứng tỏ rằng cái ngân hàng đã đào bi nha các bạn. Không riêng gì ngân hàng ở Việt Nam, đây ngân hàng nước ngoài cũng đang đào bi đây nha các bạn. Đây nè, đi mô banh gì đây nè, FCM banh gì đây nè, đó GT Bank, các số ngân hàng của nước ngoài nha các bạn cũng đều quay nha. Đó. Đây này, không riêng ở gì ở Việt Nam đâu, ở bên nước ngoài các ngân hàng cũng đều quay. Nếu mà các số này chúng ta mà đưa vào trong vòng tròn bảo mật được á thì chứng tỏ rằng là thật sự là Shopee đồ cũng đều quay luôn nha các bạn. Thì bọn ngân hàng thì hay là Viettel, Vietcombank thì nó không đào bi chứ, nhưng mà mình đâu biết được là họ cũng đào bi trong đó là sao, đúng không các bạn? Thật sự là những cái bi này toàn là Thành thấy là người giàu người ta cũng đào rất là nhiều nha. Ví dụ như là tỷ phú Lê Hoài Anh cũng đào bi, vì chị T rất giàu nhưng mà chị T vẫn đào bi đó, chứ không riêng gì là những người nghèo khổ mà đào bi đâu. Có thể là ngân hàng đồ tất cả đều đào bi rồi nha các bạn. Các bạn thấy chia sẻ của Thành hay thì nhớ cho Thành một like và một đăng ký kênh nha.